Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Thi lần nữa một, lông mày tần hoan nhíu chặt lại, nghĩa trang cháy, nghĩa trang cháy ư. Đêm qua vừa mới quyết định sáng nay nghiệm thi lại, vậy mà ngay đêm đó nghĩa trang đã bốc cháy. Tần hoan thở sâu. Cháy lúc nào? Hiện tại tình hình ra sao rồi? sau nửa đêm hôm qua thì bị cháy, lúc giờ máu thì thủ vệ ở Nghĩa Trang đến phủ nha bẩm báo tình huống. Hiện tại Hoác Đại Nhân đã đến Nghĩa Trang trước rồi, đại khái là để xem thiệt hại ra sao sau đó mới cho người đến hầu phủ. Hầu gia với chủ tử đều đã đi đến đó rồi, hầu gia căn dặn tiểu nhân đến nói với cửu cô nương một tiếng, bởi vì lần này lửa cháy khá lớn, chỉ sợ không có cách nào nghiệm thi được nữa, bảo cửu cô nương tạm thời không cần qua đó. Hiện tại vẫn còn sớm, sắc trời cũng lờ mờ chưa sáng hẳn, sáng sớm mùa thu khiến cho tần hoan cảm thấy hơi lạnh, nàng quấn kéo cao áo choàng, như mày lại nói. Có thể nghiệm hay không thì phải đi qua đó mới biết được. Bạch Phong sừng sốt, tần hoan lại nói. Làm phiền Bạch thị vệ đưa ta đến Nghĩa Trang đi. Bạch Phong nghe thấy thế, trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh không dao động của hẳn nở ra một nụ cười nhạt, tần hoan hơi kinh ngạc. Sao thế? Bạch Phong nghiêng người nhường lối, hắn chỉ về hướng xe ngựa nhỏ được phủ vải màu xanh đỗ ở cách cửa phủ không xa. Hầu gia và chủ tử vốn đều căn dặn tiểu nhân qua đây nói cửu cô nương không cần phải đi nữa, nhưng về sau chủ tử lại nói cứ đánh xe đến đi, dựa vào tính tình của cửu cô nương thì chắc chắn sẽ muốn đến Nghĩa Trang lần nữa. Nếu như tiểu nhân chỉ cưỡi ngựa qua đây thì đúng là hơi bất tiện rồi. Tần Hoan chớp mắt, không hiểu vì sao nhìn thấy nụ cười nhạt của Bạch Phong thì nàng thấy hơi mất tự nhiên nàng đi về hướng xe ngựa, vừa đi vừa nghĩ, quả nhiên yến trì này thật lợi hại, hắn hiểu rất rõ tâm tư người khác, chỉ mới gặp có mấy lần đã có thể nắm được suy nghĩ của nàng. Sau khi lên xe ngựa, tần hoan trầm ngâm suy nghĩ, người đêm hôm qua đều là người có thể tin. Thái trưởng công chúa đã ước định sáng nay nhiệm thi vốn là sợ đêm dài lắm mông. Vậy mà mơ chỉ có thời gian một đêm thôi lại xảy ra biến cố. Kẻ đó vốn là muốn giết nàng, sau khi biết được nàng muốn đi nghĩa trang nghiệm thi thì hắn đã đi trước một bước phóng hỏa. Mục đích lần này qua rõ ràng rồi. Mà kẻ chủ mưu đằng sau này trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản nàng đi nghiệm thi, chứng tỏ hắn đang sợ hãi, càng chứng tỏ rằng trên thi thể của Tống Nhu có manh mối rất quan trọng. Nghĩ như vậy, Tống Nhu chỉ hy vọng thi thể Tống Nhu còn chưa bị cháy quá thê thảm. Tiểu thư, mùa thu thời tiết hanh khô, khắp nghĩa trang đều hương khói nghi ngút. Chưa kể bên trong chất đầy giấy tiền vàng mã nữa, chính xác là rất nguy hiểm. Nếu như cháy thì chỉ sợ di thể của Tống tiểu thư đã bị đốt đến mức không còn gì nữa rồi, người có đi nữa cũng vô dụng. Tần Hoan lắc đầu, "Có thể nghiệm hay không, phải đến nhìn một cái mới biết được." Phục Linh âm thầm gật đầu, nàng ghi nhớ tất cả những lời Tần Hoan nói. Xe ngựa bắt đầu di chuyển, trong xe cũng yên tĩnh hẳn lên. Tần Hoan nhớ lại biểu cảm của mọi người ngày hôm qua nghĩ thế nào cũng thấy ngụy môn chi hơi kỳ quái. Nàng lấy lại bình tĩnh, không lâu sau xe ngựa đã dừng lại ở trước cổng Nghĩa Trang. Đến lúc này, sắc trời mới sáng lên được một chút, xe ngựa mới vừa dừng lại, tần hoan bước xuống đã thấy hoác hoài tín từ bên trong chạy ra ngoài. Cửu cô nương đến à? Hai, sau trận lửa đêm qua thì hiện tại căn bản cửu cô nương không cần phải đến đây nữa, khiến cửu cô nương đi chuyến này vô ích rồi. Đang nói giờ thì Yến Trì và Nhạc Quỳnh đi ra, Tần Hoan hành lễ với bọn họ. Nguyên nhân bốc cháy cũng biết rồi phải không? Khi Tần Hoan hỏi câu này thì bên Sườn phải phía sau nghĩa trang vẫn còn đang bốc hơi nước, cũng không biết đã dập tắt lửa hoàn toàn hay chưa. Nguyên nhân, hiện tại còn chưa biết, có điều nghĩa trang đích thật là nơi xảy ra hỏa hoạn nhiều lần. Nghĩa trang này được xây dựng từ nhiều năm trước rồi, cột nhà đa phần đã mục gần hết, chưa kể quanh năm bị sông Hương, xung quanh đều là giấy tiền vàng mã chỉ cần một ngọn lửa nhỏ thôi cũng có thể xảy ra hỏa hoạn rồi khoan thuốc canh giữ nghĩa trang nhiều năm trước đây cũng chưa từng xảy ra chuyện gì thế nhưng đêm qua đá dập tắt lửa chưa chỗ nào bị đốt thế tần hoan vẫn không có ý định rời đi nàng quét mắt khắp nghĩa trang thì thấy cổng vào và sân trước vẫn còn gần như hoàn hảo từ phương hướng này nhìn lại tạm thời không nhận ra chỗ bị cháy là chỗ nào hoác hoài tín thở dài lửa tạm thời đã dập tắt rồi bị đốt chủ yếu là ba bốn gian phòng phía bên trái. Trong mấy gian phòng này thì những chỗ khác tạm ổn, chỉ có chỗ lễ đường bên chỗ tống tiểu thư là nghiêm trọng nhất. Hai tay hoác hoài tín lồng vào nhau, mặt đầy sầu khổ. Đêm qua đã nói sáng nay đến nghiệm thi, hiện tại không chỉ không nghiệm được nữa mà tống tiểu thư còn bị đốt đến không thành hình dạng gì. Hai, thật sự là không biết phải làm thế nào cho đúng. Chi phủ đại nhân có cho phép tần hoan đi xem thử không? Đương nhiên Hoác Hoài Tín không cự tuyệt, ông nghiêng người nhường lối rồi giơ tay lên mời. Cửu cô nương cứ đi vào là được, có điều hiện tại bên trong nghĩa trang không khí mù mịt ngột ngạt, làm khó cho cửu cô nương rồi. Tần Hoan bước lên bậc thang, nàng ngước lên nhìn sang Yến Trì, bốn mắt nhìn nhau một khoảnh khắc rồi nàng lại đảo mắt về phía bên trong nghĩa trang. Khoan thúc vẫn mặc cả bộ đồ đen đứng ở trong bóng tối, nhìn thấy Tần Hoan bước vào ông liền gật đầu cửu cô nương đi bên này, di thể tống tiểu thư đã mang ra khỏi lễ đường, đặt ở trong phòng bên kia. Hoác hoài tín chỉ vào một gian phòng khác nhưng tần hoan lại đi đến lễ đường trước. Nàng đứng ở bên ngoài nhìn vào thì thấy đúng như lời hoác hoài tín nói, dãy phòng bên trái này đúng thật là đã bị thiêu hủy nghiêm trọng, mà nghiêm trọng nháy chính là chỗ đặt xác tống tiểu thư này, ngay cả một góc xa nhà cũng bị đốt cháy đen gần sập xuống rồi. Cũng may là khoan thuốc phát hiện sớm, nếu không thì cả tòa nghĩa trang này có lẽ đã bị đốt quách đi rồi. có điều vẫn đáng tiếc, nếu đêm qua trực tiếp đến nghiệm thi luôn thì có phải tốt không? Hoắc Hoài Tín vẫn còn cảm thán, thì Tần Hoan nhíu mày nói. chỉ có gian phòng này bị đốt nghiêm trọng nhất, đúng là rất vô lý. trong phòng này đặt rất nhiều chậu nước đá, gặp lửa thì sẽ chảy thành nước nên không có lý gì mà chỗ này lại cháy nghiêm trọng nhất được. nói xong, bỗng nhiên mũi nàng khẽ động động nàng ngửi hai lần sau đó từ từ đi ra phía trước. Mắt thấy nàng sắp đi đến chỗ bị cháy nặng nhất trong phòng thì Yến chỉ lên tiếng. Đừng đi vào đó, rất nguy hiểm. Tần Hoan dừng chân lại, quả nhiên không bước vào bên trong mà chỉ đi vòng quanh vách tường. Nàng đi thẳng đến bên cửa sổ, cửa gỗ đã bị cháy rồi hiện tại chỉ còn lại mấy cái lỗ hồng lớn ở khắp nơi trên tường. Tần Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài nghĩa trang là dãy nhà dân hoang tàn, đã rất nhiều năm không có người sinh sống rồi. cửu cô nương, làm sao thế? nhìn thấy sắc mặt tần hoan trầm trọng, hoắc hoài tín không nhịn được hỏi một câu. mọi người không ngửi được à? có mùi gì rất lạ. lời vừa nói ra thì hoắc hoài tín cũng khịt khịt mũi. có mùi gì? trong nghĩa trang ngoài mùi khói hương ra thì chỉ còn mùi thối. a, à, hình như đúng là có mùi gì đó rất lạ. nhạc quỳnh và yến chỉ liếc nhìn nhau. Yến chỉ cũng tiến lên, hắn hít hít mấy hơi rồi đột nhiên nhíu mày. Là dầu cây trầu. Tần Hoan quay lại nhìn Yến chỉ. Đúng vậy, đúng thật là dầu cây trầu. Tần Hoan nói xong lại nói tiếp. Chẳng trách trong gian phòng này có nhiều chậu nước đá như vậy mà lại không có tác dụng gì, hóa ra là do dầu cây trầu. Hoác hoài tín hơi sững sờ. Dầu thắp trong nghĩa trang đều dùng bơ. Tần hoan nheo mắt. Dầu trầu rất dễ cháy, cũng rất dễ kiếm, lại không bị nước dập tắt. Trong nghĩa trang không có dầu chậu tức là nó được mang từ bên ngoài vào. Có người biết sáng sớm hôm nay chúng ta phải nghiệm thi cho nên đã đi suốt đêm đến đây phóng hỏa. Hắn biết dầu chậu đốt xong sẽ để lại mùi, thế nhưng trong nghĩa trang có mùi hương khói và mùi xác thối cực nồng đậm cho nên hắn mới không lo lắng. Hốc mắt hoác hoài tín khẽ run. Ý của cửu cô nương, kẻ đến phóng hỏa chính là hung thủ. Thế nhưng làm sao hung thủ biết sáng hôm nay bọn ta đến đây nghiệm thi? nói xong hoắc hoài tín lại nhớn mày hung thủ nằm trong số những người có mặt đêm qua tần hoan gật đầu có khả năng này đúng là trong số những người có mặt đêm qua chỉ có ngụy công tử là tùy tùng của tống gia ở đây chỉ có bốn người bọn họ nên hoắc hoài tín chỉ đơn giản nói thẳng ra tần hoan khẽ hất hàm đôi khi người mà không nghĩ đến nhất mới chính là kẻ đáng hoài nghi nhất nói xong tần hoan lại đi về phía gian phòng hoắc hoài tín vừa chỉ Bất luận thế nào, chúng ta cũng nên nghiệm thi thôi. Hoặc hoài tín sầu khổ. Cửu cô nương, chỉ sợ nghiệm không ra cái gì, người đến nhìn thì biết. Trong lòng Tần Hoan hơi nặng nề, cứ nhìn vào mức độ tổn hại trong gian phòng vừa rồi thì biết, đương nhiên thi thể của Tống Nhu cũng không giữ được hoàn chỉnh. Chính vì có ý nghĩa này nên khi Tần Hoan nhìn thấy thi thể Tống Nhu rồi thì nàng lại không còn thất vọng như thế nữa. Đây là một gian phòng khác ở Cành Lễ Đường nếu so sánh thì phòng này lại rộng rãi sáng sủa hơn nhiều. Ở đây không có giấy tiền vàng mã ngũ sắc, cũng không có giá y đỏ thẫm kia nên cũng không làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Thi thể Tống Nhu đặt lên trên bàn dài, cũng bình thường giống như những thi thể trước đây Tần Hoan đã từng gặp qua. Thi thể Tống Nhu mới vừa mang đến đây không lâu, xung quanh phòng đã tưới đầy giấm trắng thế nhưng cũng khó có thể lấn át được mùi hôi thối phát ra từ thi thể. Thế nhưng mùi thối này ngược lại lại khiến cho tâm trạng tần hoan hơi buông lỏng ra. Nếu như ngay cả mùi thối cũng bị thiêu mất sạch thì đúng là tần hoan bó tay chịu chói rồi. Đã bị thiêu cháy rồi, cửu cô nương, có thể nghiệm không? Chương 92 Đã bị thiêu cháy rồi, cửu cô nương, có thể nghiệm không? Lúc tần hoan đến đây từ ba ngày trước thì thi thể đã có hiện tượng thối giữa cho đến bây giờ cho dù có để chậu nước đá bên cạnh thì thi thể cũng vẫn sẽ thối giữa hơn nữa mà thôi hiện tại lại càng không nhìn ra cái gì bởi vì áo tang trên người tống nhu đã bị đốt sạch dính chặt vào da thịt mà tay chân lộ ra ngoài cũng bị hun khói đen xì tần hoan đứng từ xa nhìn lại thậm chí nàng không cần phải đụng tay vào sờ thì cũng biết hiện tại da thịt tống nhu cứng rắn đến thế nào mắt thấy xác tống nhu gần như bị cháy thành than thế nhưng tần hoan lại gật đầu vẫn có thể nghiệm đáy mắt hoác hoài tín sáng lên tựa hồ như cực kỳ vui mừng đã bị cháy thành ra thế này rồi vẫn có thể nghiệm sao cửu cô nương nói thật ư tần hoan gật đầu dụng cụ cần thiết đá chuẩn bị đủ chưa tần hoan vừa hỏi thế thì sắc mặt hoác hoài tín tỏ ra áy náy cái này chắc cửu cô nương phải đợi một chút vốn từ hà đã mang dụng cụ đến từ sớm rồi thế nhưng khi vừa đến đây thì cả ta lẫn hắn đều cảm thấy không nghiệm thi được nữa cho nên ta bảo hắn quay lại nha môn rồi cửu cô nương chờ chút ta lại sai người đi gọi hắn đến đây tối đa chỉ khoảng hai khắc thôi tần hoan gật đầu hoác hoài tín xoay người đi ra ngoài căn dặn thuộc hạ hoác hoài tín vừa đi thì yến chỉ tiến lên nói người đã bị đốt cháy thế kia thì nghiệm thế nào tần hoan trả lời người bị bỏng cũng chia thành mấy cấp độ nhẹ nhất là chỉ nổi lên chấm đỏ có cảm giác bị bỏng rát đau đớn nhưng chỉ cần bôi chút thuốc trị thương là có thể khỏi hẳn, cũng giống như mùa đông ngồi sưởi ấm bên cạnh đống lửa, không cẩn thận bị ngọn lửa tạt vào. Nặng hơn một cấp độ nữa là xuất hiện bọng nước dưới da, giống như bị tàn lửa vô tình bắn phải, như vậy vết thương rất đau mà lại còn không được để dính nước, sau này bọng nước rất dễ vỡ, phải chờ khá lâu ngày mới khỏi, mà một khi đã khỏi rồi chắc chắn sẽ để lại xeo. Dù gì cũng phải chờ từ hà quay lại nên tần hoan tiện thể giải thích cặn kẽ cho Yến Chi. Mới nói được một nửa thì Hoắc Hoài Tín quay lại, ông cũng không cắt ngang Tần Hoan mà tiếp tục nghe Tần Hoan nói. Cấp độ nặng hơn là giống như thi thể của Tống tiểu thư hiện tại, bị cháy đến mức có một số nơi đã kết thành vảy đen giống như da thuộc, đã không còn cảm giác sờ lên da người nữa, thậm chí còn không cảm thấy độ ấm trên bề mặt. Người bị thương đến mức này chỉ cần diện tích vết thương không lớn thì vẫn có thể chữa trị được, chỉ là rất lâu lành thôi. Còn đối với người chết Muốn nghiệm thi là phải mổ thật sâu vào bên trong, lần lượt tìm kiếm dấu vết từ ngoài ra cho đến ngũ tạng, cho nên dù cho bên ngoài bị cháy xém rồi cũng vẫn có thể nghiệm thi. Chỉ là rất khó để kiểm tra bề mặt bên ngoài, ví dụ như trên tay nạn nhân đã không thể tìm thấy vết chai nữa rồi. Hoác hoài tín nhịn không được nói. Vậy tình trạng nghiêm trọng hơn nữa là gì? Tần hoan nhíu mày. Nghiêm trọng hơn nữa đó là một phần hoặc toàn bộ cơ thể bị đốt cháy thành than. Còn người hoác hoài tín ghẽ trợn, tần hoan lại nói tiếp. Giống như một người bị thiêu sống đến lúc cháy thành than, cơ thể sẽ co rút lại giống như trạng thái đang phòng ngự, tất cả đều biến thành màu đen, giòn và nhẹ. Nghe tần hoan nói xong những điều này, hoác hoài tín cực kỳ thán phục. Cửu cô nương biết những điều này rốt cuộc là xem trong y thư hay trong sách của thẩm nghị đại nhân. Tần hoan liếc mắt nhìn ông một cái. Có xem một chút trong y thư của thẩm đại nhân, kết hợp với y thư ta học được, cho nên mới biết nhiều hơn một chút. Hoác hoài tín liên tục tán thưởng. Cửu cô nương biết thuật nghiệm thi, y thuật lại cao mình, quả nhiên không giống với những ngỗ tác bình thường. Tần hoan khẽ nhách môi cười rồi không nói gì nữa, tiện thể đánh giá thi thể tống nhu. Thi thể nàng ta bên ngoài đã bị đốt đến lên vầy, nhưng ngược lại lại che đi được những thi ban xanh tím khiến người ta sợ hãi thêm nửa máu loãng thịt thối vốn làm người buồn nôn cũng bị đốt sạch sẽ. Hiện tại thi thể nàng ta trông chẳng khác gì khúc gỗ bị cháy. Tần Hoan quan sát một lúc rồi hất hàm ra hiệu cho Phục Linh cởi áo choàng ra giúp nàng. Hôm nay Phục Linh lại không sợ hãi giống như lần trước, nàng đánh bảo tiến lên hầu hạ Tần Hoan rồi cầm áo choàng đứng sang bên cạnh. Ánh mắt Phục Linh nhìn Tần Hoan có thể nói là cực kỳ sùng bái. Cho đến bây giờ nàng cũng không hề nghĩ đến tiểu thư nhà mình lại có thể học rộng tài cao đến vậy. Tần Hoan lấy túi hương từ trong tay áo ra, rồi lại lấy tô hợp hương đưa cho mỗi người một viên, tự nàng cũng ngậm lấy một viên. Sau đó nàng lấy Hàn Nguyệt ra, đeo bao tay lên rồi lại lấy ra một vật kỳ quái gì đó đeo lên mặt. Coi như mặt nạ đi, nhưng chỉ che khuất miệng mũi, không chỉ có như vậy lại làm từ vải bông càng kỳ quái hơn nữa là vật này còn có hai cái lỗ để treo lên tai trông rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc phòng ngừa hít phải khí độc từ thi thể lại không khiến cho máu me dơ bẩn bắn lên mặt mình miếng che mặt che đi hai gò má của tần hoan càng khiến khí chất cẩn thận nghiêm trang lạnh lùng của nàng tăng thêm một bậc nữa mọi người ở đây cũng vì thế mà nghiêm nghị hẳn lên nàng đứng yên tĩnh trước bàn quan sát thi thể như vậy mới có thể suy đoán được mọi thứ không lâu sau thì từ hà đầu đầy mồ hôi vác cái thùng lớn không tương xứng với thân hình của hắn chạy vào đây đại nhân tiểu nhân đến rồi đây từ hà chạy không kịp thở khi vừa vào cửa đã nhìn thấy tần hoan cầm hàn nguyệt đứng trước bàn dài thì đáy mắt hắn sáng lên hắn thậm chí còn không kịp hành lễ với nhạc quỳnh và yến trì mà chỉ chăm chú mở thùng lấy hương khử mùi rồi lại bày dấm trắng và các vật tần hoan cần dùng sang một bên sau đó lại lấy giấy bút ghi chép khám nghiệm ra đến lúc đứng dậy thì chân còn như nhũn cả ra. Bàn nãy hắn và Hoác Hoài Tín đều cảm thấy không thể nghiệm thi nữa thì không ngờ được rằng hiện tại Tần Hoan lại nói có thể nghiệm. Hai mắt từ hà phát sáng, hắn không sợ khối thi thể cháy xém trước mặt này, chỉ là hắn không biết phải xuống tay thế nào thôi. Hơn nữa khi nhìn thấy miếng che mặt của Tần Hoan thì từ hà không nhịn được mà nhiệt huyết sôi trào. Ta phải bắt đầu rồi, xin từ ngỗ tác hỗ trợ ghi lại. Từ Hà gật đầu lia lịa, hiện tại Yến chỉ không tranh việc với Từ Hà nữa. Hắn chỉ đứng ở bên cạnh thưởng thức Tần Hoan nghiệm thi cũng là một việc cực kỳ tốt đẹp rồi. Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, nàng hạ dao xuống từ dưới xương sườn trái khoảng hai tấc. Hình dáng của Hàn Nguyệt rất khác biệt, so với tất cả những con dao dùng để mổ nghiệm trước đây nàng nhìn thấy thì Hàn Nguyệt tinh xảo và tiện lợi hơn rất nhiều. Tần Hoan bắt đầu cảm động vì Yến chỉ lại hào phóng mang ra tặng mình nàng vẫn chưa bắt đầu chính thức mổ nghiệm, hiện tại chỉ mới dùng dao gạt hết đám vẩy cháy đen trên bụng thi thể xuống. Những vẩy cháy này chính là áo tang bị cháy dính chặt lại trên da thi thể. Ban đầu hoác hoài tín cảm thấy được thi thể tống nhu đã bị đốt cháy hết, ít nhất nhìn bề ngoài cũng đã đen xì thế này. Thế nhưng đến lúc tần hoan lấy hàn nguyệt gạt bỏ hết vết cháy trên da xuống, màu sắc thâm tím trên da cùng với máu thịt gây người lại lộ ra. Hoắc Hoài Tín thấy dạ dày mình lại cuồn cuộn rồi, ông phải cắn chặt răng thì mới nhịn được xuống. Đây không phải lần đầu tiên thấy Tần Hoan nghiệm thi, ông không thể mất mặt được. Hoắc Hoài Tín còn như vậy thì Phục Linh ở bên cạnh đương nhiên không nhịn nổi. Tần Hoan không chỉ đơn giản làm sạch một vùng nhỏ mà là khắp nơi trên thi thể Tống Nhu từ ngực cho đến bụng. Nàng làm đến đâu thì cả mảng lớn huyết nhục loang lổ hiện ra đến đấy hiện tại dưới da thi thể đã không còn chảy máu nữa mà chỉ có mạch máu chẳng chịt đen xì và cả những cục mỡ màu vàng mà Phục Linh không nhận ra đó là cái gì. Tất cả đều nhão nhuết, lẫn lộn với nhau, hình ảnh này thật sự khiêu chiến sự nhẫn nại của Phục Linh đến cực hạn. Vẻ mặt tần hoan vẫn trầm tĩnh như không. Da xác chết bị bỏng nghiêm trọng, lần này nghiệm thi chủ yếu chỉ mổ nghiệm. Làm sạch sẽ vị trí ngực và bụng thi thể xong thì nàng mới chính thức hạ dao. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng cắt qua bụng thi thể, tiếp theo đó là một luồng khí tanh tưởi phát tán ra ngoài khiến cho Phục Linh đứng bên cạnh không chịu được mà ngất siêu. Khó có thể tưởng tượng được Tần Hoan đứng ở gần nhất sẽ phải chịu đựng dày vò đến mức nào. Dao trong tay Tần Hoan không hề ngừng lại, nàng tiếp tục cắt sâu xuống, rất nhanh sau đó bụng thi thể đã bị mở banh ra. Dao của nàng vẫn tiếp tục rạch xuống, không lâu sau nàng cầm một vật gì đó ra đặt lên trên mâm nạn nhân tử vong được gần 9 ngày, trong dạ dày chỉ còn lưu lại một ít đồ ăn, tạm thời không rõ là vật gì. Nói xong câu này thì dao của nàng lại từ từ cắt thẳng xuống phía bụng dưới của Tống Nhu. Mấy người hoác hoài tín đứng phía xa nhìn chăm chú vào động tác của nàng, hiện tại xem nàng mổ nữ thi khác hoàn toàn với lần trước nhìn thấy mổ nam thi. Lần trước là máu thịt còn tươi mới, mà hiện tại thi thể đã phân hủy đến giữa nát cộng thêm lại bị bỏng cháy đen, độ khó rất cao ngoại trừ cảnh máu thịt lẫn lộn ra thì hình ảnh trước mặt càng khiến cho người bình thường phải nôn mửa vậy mà tần hoan lại vẫn chấn định tự nhiên như không lần trước đa phần là hoác hoài tín chỉ thưởng thức tần hoan nhưng cho đến bây giờ ông lại có thêm nhiều phần khâm phục nhìn thấy tần hoan rồi lại nghĩ đến tên hoác ninh nhà mình mấy ngày nay đóng cửa không ra ngoài ông đành phải thở dài ngao ngán ông sợ rằng chẳng còn cơ hội nào khiến cho tần hoan trở thành con dâu nhà mình nữa rồi Hoắc Ninh không có phúc này thì hoắc gia bọn họ càng không có phúc hưởng rồi. Tay của Tần Hoan chỉ thao tác trong một phạm vi nhỏ, thế nhưng cực kỳ vững vàng. Đột nhiên thân hình nàng hơi cứng lại khiến cho ngay cả nhạc Quỳnh đứng ở xa nhất cũng nhận ra. Hoắc Hoài Tín càng không nhịn được hỏi. Cửu cô nương, làm sao thế? Tần Hoan hoàn hồn, sau đó lại mải miết kiểm tra như thể muốn xác định lại cái gì. Không lâu sau nàng đứng thẳng người lên, trong mắt ngoại trừ vẻ bình tĩnh thường ngày thì có thêm vài phần trầm trọng khó có thể tưởng tượng được. Hoắc Hoài Tín và Nhạc Quỳnh liếc nhau, Hoắc Hoài Tín lại hỏi: "Cửu cô nương, làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Hoan Liếc nhìn Hoắc Hoài Tín một cái rồi lại nhìn về phía Nhạc Quỳnh, sau đó mới cụp mắt xuống, sau đó mới dùng giọng nói bình tĩnh không pha chút cảm xúc nào mỗi khi nghiệm thi để nói. Sương Châu nạn nhân mở lớn, mà có khuynh hướng nghiêng về phía sau. Sương mờ u cũng rộng hơn so với nữ tử bình thường, vị trí tử cung ngả ra sau. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 93. Chương này chống chỉ định khi đang ăn cơm. Câu nói của Tần Hoan hơi tối nghĩa, chờ nàng nói xong rồi Hoắc Hoài Tín mới sốt ruột hỏi. "Đây có nghĩa là gì?" Nghiệm Trạng và bút trong tay từ Hà rơi, xoạch, cây xuống đất. "Đại nhân, ý của cửu cô nương là, là nói trước đây Tống tiểu thư đã từng mang thai." Cái gì? Còn người hoác hoài tín trợn ngược, quay lại nhìn nhạc quỳnh cũng thấy lông mày ông nhíu chặt, mặt mũi cũng tái mét. Hoác hoài tín nói không ra lời. Hầu ra, đây. Mối thông gia giữa Tống Quốc Công Phủ và An Dương Hầu Phủ vốn là chuyện tốt. Lại thêm nữa, có ý của Hoàng thượng ở bên trong nên đương nhiên cũng có thể tính là ngự hôn. Nhưng hiện tại lại biết được tiểu thư Tống Gia đã từng mang thai. Trên canh thiếp của Tống Nhu viết nàng năm nay mới chỉ 17 tuổi, vừa mới đúng đến tuổi có thể bàn cưới gả sao có thể đã mang thai rồi nghĩ đến đây liền biết trước đây tống nhu đã có hành vi trái với lễ thường chẳng những làm chuyện xấu xa kia lại còn làm đến mức để bản thân có thai mà điều này tống quốc công phủ chắc chắn đã biết đến rồi nhạc quỳnh siết chặt nắm đấm nhớ lại ngày trước điều tra ra được tất cả người hầu hạ bên cạnh tống nhu đã bị thay mới hết rốt cuộc nhạc quỳnh đã hiểu rõ nguyên nhân của chuyện này rồi hóa ra là để lừa gạt giấu diếm Nhạc Quỳnh không phải là kẻ thô lỗ không biết nặng nhẹ, ông bình tĩnh lại ngay lập tức rồi gần giọng. Cứ đợi cửu cô nương nói hết câu đã, chuyện này chưa hẳn có liên quan đến án mạng, đây, đây lại là một việc khác rồi. Chữ cuối cùng phát ra từ miệng Nhạc Quỳnh mang theo nguy hiểm tràn ngập, Hoắc Hoài Tín hiểu nỗi căm giận vì bị người ta lừa gạt của Nhạc Quỳnh, ông cũng kinh ngạc vì Tống Quốc công phủ dám cả gan làm loạn, nhưng ông không hề muốn mình bị cuốn vào tranh đấu giữa hai gia tộc quyền thế này cho nên ông vội vàng nghe theo lời nhạc Quỳnh mà chuyển đổi đề tài. Cửu cô nương, mời tiếp tục. Chiếu theo độ rộng xương chậu cùng với biên độ ngả về phía sau này, chứng tỏ nạn nhân có thai vẫn chưa đủ tháng, mà tử cung nạn nhân cũng đã khôi phục lại kích thước ban đầu, có thể đoán được nạn nhân đã phá thai từ hai tháng trước. Giọng nói tần hoan vẫn đều đều trầm tĩnh. Chỗ kín và bụng dưới thi thể đã thối giữa quá mức, không có cách nào đoán được cụ thể thời gian phá thai, Thế nhưng có thể đoán được tháng hoài thai có lẽ là khoảng tháng 5 đến tháng 6 năm nay, chính là phá thai sinh non. Đã phá thai 2 tháng, thời điểm mang thai lại vào khoảng tháng 5 đến tháng 6 năm nay, tính như vậy thì dấu răng để lại trên vai Tống Nhu lại chính là cùng một thời gian. Những điều này chứng tỏ hoài nghi của Tần Hoan là hoàn toàn chính xác. Tống Nhu đúng thật từng có quan hệ mờ ám với nam nhân khác, không chỉ có như vậy mà lại còn khiến cho chính mình mang thai. Thế nhưng ai mới có quan hệ mờ ám với nàng ta chứ? Nhớ lại lời nhạc ngưng nói, Tống Thị vốn là muốn để cho huynh trưởng dòng chính của ngụy Môn Chi đến đưa dâu, thế nhưng đến phút cuối lại thay đổi người, chẳng lẽ? Tống nhu cấu kết với huynh trưởng dòng chính của ngụy Môn Chi. Thế nhưng chuyện này liên quan gì đến cái chết của Tống Nhu không? Suy đoán như vậy, chính là phá thai từ trước hôn lễ khoảng một tháng, điều dưỡng thân thể xong sau đó mới xuất giá lúc hoác hoài tín nói thì ông hơi không yên lòng ông sợ chọc phải vết thương lòng khiến nhạc quỳnh bùng lửa giận cũng may nhạc quỳnh là người biết nặng biết nhẹ nên ông mới dám nói ra như vậy nhạc quỳnh cũng nói tiểu thư tống gia lại cấu kết với nam tử khác trước hôn lễ người này có lẽ cũng chính là người cực kỳ thân cận với tống quốc công phủ lần này người đưa dâu đến chính là ngụy ngôn chi chắc là tống quốc công sẽ không thể nào để người đã từng cấu kết với nữ nhi nhà mình đi đưa dâu đúng không Giọng nói Nhạc Quỳnh mang theo sự hàn học, Tống Quốc công phủ biết rõ, Tống Nhu đã cấu kết với nam nhân khác thế nhưng lại cứ cố tình gả một nữ nhân không sạch sẽ đến chỗ An Dương hầu phủ không hay biết gì. Đây quả thực là một vũ nhục quá lớn đối với An Dương hầu phủ. Bọn họ đổi hết người bên cạnh Tống Nhu là để che giấu tay mắt người khác. Đương nhiên cũng không có lý nào lại cho phép kẻ đã cấu kết với Tống Nhu đi theo đưa dâu cả cho dù Tống Quốc công phủ có cuồng vọng hơn nữa thì chắc chắn không dám hành sự như thế. Hoác hoài tín gật gật đầu. Đúng, đúng là đạo lý này. Còn nữa, ngụy Công Tử đã nói qua, người đưa dâu ban đầu vốn chính là huynh trường dòng chính của hắn, thế nhưng vì cưới ngựa bị ngã gãy chân nên mới phải đổi sang hắn, chẳng lẽ? Hoác hoài tín nhìn Nhạc Quỳnh, Nhạc Quỳnh cười lạnh. Cũng không phải là không có khả năng này, ngược lại ta còn cảm thấy được ngụy Hiền Chất không thể không hay biết gì được, để chút nữa quay lại hầu phủ ta phải thẩm vấn lại lần nữa. Thế nhưng vì sao Tống Nhu lại chết? Huynh trưởng dòng chính của Ngụy Hiền Chất cũng không đi theo đến đây mà. Bên này Hoác Hoài Tín và Nhạc Quỳnh thảo luận với nhau, còn Tần Hoan lại đang kiểm tra nội tạng bên trong Tống Nhu xem có thể tra ra gì không. Dần dần trên chán nàng cũng bắt đầu ướt mồ hôi, mà mùi hôi thối trong lòng càng ngày càng nồng đậm, mùi hương khử thối cũng đã bay gần hết. Tần Hoan giơ tay, không thể cầm khăn nên nàng đành lóng móng quệt mồ hôi vào cánh tay áo, lông mày nàng vẫn nhíu chặt lại. Mặc dù phát hiện một bí mật kinh động lòng người thế nhưng bí mật này cũng chưa chắc có liên quan đến vụ án này. Thứ mà Tần Hoan muốn tìm chính là manh mối có liên quan trực tiếp đến án mạng, trong lòng nàng hơi sốt ruột, lần mổ nghiệm này chỉ sợ sẽ gây ra khó khăn cho Thái trưởng Công Chúa và Yến Trì, nếu nàng tìm không ra chứng cứ có lợi thì đúng là lãng phí một cơ hội rồi. Nếu như càng để lâu thì thi thể Tống Nhu sẽ càng thối rữa hơn nữa, đến lúc đó thì cái gì cũng không thể tìm ra được nữa rồi. Sắc mặt Tần Hoan trầm trọng, đã qua 9 ngày rồi, kiểm tra ngoài ra không hề có bất cứ manh mối nào, ngay cả tìm thấy hiện trường gây án thì cũng không tìm được đầu của Tống Nhu. Trực giác của Tần Hoan cho thấy trên đầu Tống Nhu nhất định có để lại manh mối mâu chốt, thế nhưng lại không ai tìm ra. Tần Hoan chưa từ bỏ ý định, nàng lại nhìn dạ dày tống nhu, đã lâu ngày như vậy thì chỉ có chỗ này là có khả năng cao nhất tìm được manh mối liên quan. Hiện tại chỗ tư mật của Tống Nhu đã bắt đầu thối giữa, nếu chờ thêm tiếp 10 ngày nửa tháng nữa thì ngũ tạng của Tống Nhu cũng sẽ bị dòi bỏ gặm nhấm, đến lúc đó thì dù có nghiệm thì cũng chẳng nghiệm ra được cái gì nữa. Cách 9 ngày, đồ ăn trong bụng Tống Nhu còn lại rất ít, lại còn lẫn lộn với những nội tạng bị thối giữa tạo thành một đống đen xì nhảy nhụa khiến người ta buồn nôn. Tần Hoan lật dở xem xét từng ngõ ngách khắp nơi trong bụng Tống Nhu, sau đó mới nhìn sang Từ Hà. Mang nước đến đây. Từ Hà vội vàng bê nước sạch đến, Tần Hoan trầm ngâm một lúc rồi nói. Có thể tìm một ly trà bằng sứ màu trắng đến đây không? Tần Hoan yêu cầu nên đương nhiên Hoác Hoài Tín phải đáp ứng, nhưng hiện tại đang ở Nghĩa Trang nên cũng có hạn chế nhất định. Cửu cô nương đợi chút, để ta cho người lên phố mua một cái mới đem về không cần chỉ cần sạch sẽ là được rồi tần hoan căn dặn một câu cả từ hà lẫn hoác hoài tín đều đi ra ngoài chưa đến một khắc sau thì từ hà đã trở về trên tay hắn cầm một ly trà bị sứt mép cửu cô nương xem cái này có được không tần hoan cầm lấy ly mặc dù ly trà này bị sứt mép nhưng bên trong lại trắng sáng như gương nàng gật đầu rồi xoay người lại lấy một vật màu đen nằm trên mâm bỏ vào bên trong ly trà. sau đó nàng mới cho nước vào trong ly. vật màu đen đó tan ra chìm xuống nước. chờ một lát nàng gạn hết nước đục đi rồi đổ nước mới vào. cứ như vậy vài lần trong ly trà chỉ còn lại một chút cặn. cửu cô nương, đây là đang làm gì? tần hoàn mím môi nói. đây là vật tìm thấy trong bụng tống nhu. ta muốn biết nó có liên quan gì đến vụ án này không? Nàng ngừng lại một lát rồi nói tiếc. Ít quá, lại bị thối giữa, không đủ để kết luận. Nói xong, tần hoan lại tiếp tục cắm đầu vào tìm tòi trên thi thể, không bao lâu sau mùi phân và nước tiểu hôi thối lan ra khắp không khí. Hoác hoài tín không nhịn được bịt chặt mũi. Cửu cô nương, đây là, khi thi thể thối giữa thì bên trong sẽ bị trướng khí, đồ ăn trong dạ dày tự động bị đẩy hết xuống ruột. Hoác hoài tín liếc nhìn từ hà một cái, thấy vẻ mặt từ hà cũng đang chịu không nổi. Thế nhưng ông lại hiểu ý của Tần Hoan. Có lẽ vừa rồi Tần Hoan đã mổ đại tràng nạn nhân ra rồi. Chỗ đó bình thường là nơi chứa phân của con người. Chẳng bao lâu sau Tần Hoan lại lấy được cái gì đó ra để lên trên khay. Từ hà vừa nhìn thấy thì suýt nữa đã nhìn không được mà phun ra. Nhìn cái cục đen xỉ kia chắc chắn chính là phân của thi thể. Hoác hoài tín cũng đã không nhịn được mà quay người đi rồi mặc dù Yến chỉ không sợ máu tanh thì mùi hôi thối trong căn phòng này hiện tại cũng khiến hắn phải nhăn mặt. Hắn nhìn về phía tần hoan, trên mặt nàng ngoại trừ vẻ căng thẳng và chăm chú khi nghiệm thi thì không hề có ý ghét bỏ gì. Hắn nhìn nàng đến thất thần, ngay cả nếp nhăn giữa chán ban nãy cũng giãn ra không ít. Tần hoan cứ thế chắt lọc, chẳng bao lâu sau dưới đáy ly trà lại có thêm nhiều cặn nữa. Hoác hoài tín trợn mắt lên nhìn, nhịn xuống cơn buồn nôn trong bụng khô. Thực ra việc phát hiện Tống Tiểu Thư đã từng có thai đã là một hỗ trợ rất lớn rồi. Chuyện này ta tin rằng người ngoài không ai biết nhưng Ngụy Ngôn Chi chắc chắn phải biết. Mang thai, sau đó phá thai, đều là chuyện lớn như vậy nên đương nhiên không thể giấu được tất cả mọi người mà sẽ phải nghĩ cách lấp liếm. Ngụy Ngôn Chi này nhất định sẽ biết điều gì đó. Hoác Hoài Tín dừng lại một chút rồi nhìn Nhạc Quỳnh nói. Hầu ra, hay là hiện tại chúng ta quay về hầu phủ thẩm vấn Ngụy Ngôn Chi, Xem hắn có gì để nói không? Nói xong ông lại nhìn Tần Hoan, "Cửu cô nương cũng cùng đi đi." Trong lòng Tần Hoan đúng thật là cũng rất tò mò xem Ngụy Môn Chi sẽ nói cái gì. Nàng nhìn lại thi thể trước mặt, nghĩ rằng vụ án này có lẽ cũng đã sắp đến lúc kết thúc được rồi, chỉ chờ Hoắc Hoài Tín đi thu thập manh mối nữa thôi. Nàng trầm ngâm một lúc liền gật đầu, sau đó xử lý sơ qua thi thể ngoại trừ máu thịt giữa nát ở ngực bụng không cách nào che đậy được thì những chỗ khác gần như không khác gì lắm so với lúc chưa mổ nghiệm. Nàng làm sạch xong xuôi rồi mới lấy một cái khăn lụa ra, đổ toàn bộ cạn bên dưới ly trà ban nãy lên rồi gói lại. Từ Hà Kinh ngạc nói. Cửu cô nương làm gì vậy? Tần Hoan trả lời thản nhiên. Lấy mang về, xem xem có thể điều tra ra mấy thứ này là gì không? Đã trôi qua 9 ngày rồi, theo lý mà nói thì trong dạ dày của nàng ta phải trống rỗng, thế nhưng vẫn còn đọng lại ít cạn bẩn này cho nên đây chắc chắn không phải đồ ăn mà là vật gì đó khác. Từ hà gật đầu, thế nhưng hoác hoài tín lại không ôm hy vọng gì nhiều lắm. Tống nhu suốt dọc đường đi về phía nam, hành trình rất gian khổ nên thỉnh thoảng ăn phải lương khô hay cái gì đó khó tiêu cũng là chuyện dễ hiểu. Ông dặn dò khoan thúc xong rồi sau đó dẫn mọi người thẳng tiến về hầu phù. Ngồi trên xe ngựa, Tần Hoan vẫn cầm nguyên chiếc khăn lụa gói đồ vật hôi tanh kia mà thất thần. Phục Linh thấy thế nhíu mày, cầm khăn lụa kia lên ghét bỏ. Mấy đồ hôi thối này tiểu thư đưa cho nô tỳ cầm đi, tiểu thư đừng đụng vào nữa. Lát nữa đến hầu phủ rồi, giờ tiểu thư bôi ít cao khử thối lên người đi. Phục Linh nói xong rồi móc khăn lụa của bản thân ra, quấn thật chặt cái khăn của Tần Hoan lại cho đến khi nào không ngửi thấy mùi nữa thì mới nhét lại vào tay áo mình. Tần Hoan căn dặn em tuyệt đối đừng có làm mất đấy. Phục Linh gật đầu. Mặc dù nàng ghê tởm cái mùi vị này thế nhưng chuyện mà Tần Hoan đã dặn thì đương nhiên nàng luôn ghi nhớ trong lòng. Nghĩ đến đây Phục Linh thở dài. Đúng là không ngờ đến. Mối hôn sự ban đầu ai ai cũng phải ngưỡng mộ này mà lại có nội tình như vậy. Nếu nô tỳ mà là hầu gia thì chắc chắn sẽ tức chết. Tần Hoan nhìn Phục Linh rồi lắc đầu. Chuyện này không được bàn tán bậy bạ. Phục Linh vội vàng hạ thấp giọng nói xuống. Nô tỳ biết chứ, ra khỏi xe ngựa này thì nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói thêm chữ nào. Tần Hoan gật đầu rồi nhắm mắt suy nghĩ. Mối hôn sự này bê bối như vậy thật sự chẳng ai ngờ được. Tống Nhu là nữ nhi dòng chính của Tống Quốc Công Phủ. Chuyện này đương nhiên đã bị bọn họ che giấu. Thế nhưng lại tạo thành một chuyện cực kỳ nhục nhã cho An Dương Hầu Phu. Có lẽ là sau khi Tống Quốc Công Phủ phát hiện việc Tống Nhu phá thai, để ngăn cản nàng ta dây dưa với nam tử kia nên mới lợi dụng mối quan hệ với phi tần trong cung để xin hoàng thượng chỉ hôn đi xa tống nhu gả đến cẩm châu cũng coi như hoàn toàn che giấu được mọi việc nếu không xảy ra án mạng thì có lẽ tất cả mọi người trong hầu phủ thật sự sẽ không phát hiện ra được chuyện này tống quốc công phủ hành động như vậy thật sự là cực kỳ mạo hiểm nếu như việc này bại lộ ra thì nhất định an dương hầu phủ sẽ trở thành kẻ địch của bọn họ Thế nhưng vì sao bọn họ lại tình nguyện ép nữ nhi nhà mình phải gả đi xa chứ không tác thành cho nàng và nam tử kia? Ở Đại Chu, nếu như nữ nhi Khuê Các mà làm ra chuyện này, gần như mọi người đều sẽ đâm lao theo lao mà gả luôn nữ nhi cho nam tử đó, như vậy vừa không nguy hiểm mà lại vừa bảo toàn thanh danh cho gia đình. Thế nhưng Tống Quốc công phủ lại không làm như vậy. Bỗng nhiên Tần Hoan mở mắt ra, chuyện này chỉ có một nguyên nhân, nam tử kia bị người trong Tống Quốc công phủ chán ghét hoặc là ra thế dòng dõi tranh lệch quá lớn với tống quốc công phủ, nếu như gả tống nhu qua đó chính là làm ô uế gia môn. Thay vì để cho mọi người xem chuyện cười của tống quốc công phủ thì chi bằng mạo hiểm một lần, chỉ cần tống nhu hành động cẩn thận thì việc này chắc chắn sẽ được che giấu thành công. Người ngoài nhìn vào, tống quốc công phủ vẫn là kết được một mối hôn sự cực kỳ tốt. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu tần hoan chợt xẹt qua một bóng dáng từ lúc xảy ra án mạng đến nay nàng đã nghiệm thi hai lần bị dọa một lần thậm chí đêm qua suýt chút nữa đã bị hại chết nhưng nàng chưa bao giờ đoán mò rồi hoài nghi ai cả bởi vì ngoài những tin tức thu thập được thì vẫn còn những manh mối nhỏ bé khác mà mọi người không thể nào biết hết được cho nên không thể nào dùng nhận định một chiều mà hoài nghi người ta được thậm chí còn làm ảnh hưởng đến phán đoán sau cùng của bản thân thế nhưng chuyện đã đến nước này trong lòng Tần Hoan đã có một đối tượng tình nghi, nếu như đúng là người đó thì mọi việc thật sự có hơi phiền phức, vì căn bản nàng không có chứng cứ trực tiếp buộc tội người ta. Tiểu thư, đến rồi. Giọng nói phục linh khiến cho Tần Hoan hồi hồn, nàng ngồi thẳng lưng lên. Quả nhiên xe ngựa cũng đang từ từ dừng lại. Tần Hoan và Phục Linh xuống xe liền gặp Nhạc Quỳnh đi đến nói. Cửu cô nương, chuyện này phải nói cho mẫu thân biết, có điều ta sợ sau khi bà biết rồi sẽ tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe đến lúc đó lại phải phiền cửu cô nương rồi tần hoan nhún người vâng xin hầu gia yên tâm nhạc quỳnh gật đầu dẫn mọi người vào phủ rồi tiến thẳng đến tiểu viện của thái trưởng công chúa nhìn thấy nhạc quỳnh trở về thì người trong phủ đã ngay lập tức chạy đi thông báo đợi đến lúc đám người nhạc quỳnh vào đến nơi thì thái trưởng công chúa cũng đã mặc xong quần áo ngồi chờ bọn họ. Người vừa vào đến cửa thì ánh mắt nghiêm túc của bà cũng quét đến, Nhạc Quỳnh cùng mọi người vừa hành lễ xong đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thái trưởng công chúa nói. Nhìn biểu cảm của các ngươi ta đã đoán ra được tình hình vô cùng tồi tệ rồi. Thái trưởng công chúa nhìn chằm chằm vào Nhạc Quỳnh, "Quỳnh nhi, người nói đi, để ta xem xem lá gan tống gia kia to đến đâu." Nhạc Quỳnh thở dài rồi bình tĩnh tường thuật lại mọi chuyện. Tần Hoan chỉ đứng bên cạnh nghe thôi cũng cảm thấy áp lực nặng nề mà trước nay chưa từng gặp ở trong phòng của Thái trưởng công chúa. Chương 94, Trinh hắn giết Tống Nhu một. Buồn cười, buồn cười. Giang thị đứng ngay bên cạnh giường của Thái trưởng công chúa, bà tức run cả người, nhìn sang Nhạc Gia Khí Vũ Hiên ngang nhà mình thì bà càng giận đến đỏ cả mắt. Bà cũng là khuê nữ danh gia vọng tộc nên bà hiểu rõ hành vi của Tống Nhu đúng là sỉ nhục quá lớn đối với gia tộc mà với giáo dưỡng của mình nên bà không thể thốt ra những lời ác độc dành cho Tống Nhu, thế nhưng bà thực sự hận, rất hận người Tống gia. Nhi tử của bà tốt như vậy, bà cũng chưa bao giờ muốn thấy người sang bắt quàng làm họ mà phải đi cưới một nữ tử gia thế cao sang, bà chỉ muốn cầu một đứa con dâu hiền lương thục đức hiểu lễ nghi phép tắc, có thể sống vui vẻ hạnh phúc sinh con đẻ cái với nhi tử nhà mình kéo dài hương hòa thế là đủ rồi bà vốn cũng chẳng mơ ước gì xa xôi. Ngày mà hoàng thượng chỉ hôn cho Tống Gia thì bà cũng chẳng vì gia thế của người ta mà vui mừng. Chỉ cảm thấy Tống Gia dù sao cũng là danh môn vọng tộc ở Kinh Thành cho nên nữ nhi trong nhà nhất định cũng sẽ được giáo dưỡng chu toàn. Thế nhưng bà hoàn toàn không nghĩ đến, vậy mà Tống Gia lại khiến cho An Dương Hầu Phủ gánh mỗi nhục nhã đến nhường này. Hầu ra, việc này nhất định không thể cho qua được. Giang thị cắn chặt răng, nhạc giá đứng bên cạnh tuy trao mày nhưng sắc mặt cũng coi như vẫn giữ được bình tĩnh nhạc quỳnh gật đầu nhìn về phía thái trưởng công chúa mẫu thân việc này có cần lập tức phái người đi kinh thành không thái trưởng công chúa cười lạnh tống thị là một trong những danh môn ở kinh thành thế nhưng kinh thành à càng phồn hoa phú quý thì càng dơ bẩn xấu xa hơn tưởng tượng người khác thái trưởng công chúa nói xong thì vẻ mặt quyết đoán hơn việc này phân thành hai khúc mắc với Tống Thị là gia sự giữa chúng ta, còn chuyện Tống Tiểu Thư chết lại là công sự, trước mắt cứ lo công sự trước rồi ra sự tính sau. Vượt ngoài dự kiến của Nhạc Quỳnh, Thái trưởng công chúa lại không hề tức giận nên nỗi lo lắng cho sức khỏe của bà trong ông cũng buông lòng ra một chút, ông gật đầu. Xin vâng theo căn dặn của mẫu thân, trước tiên chờ án mạng có kết luận rồi mới nhắc đến những chuyện khác. Thái trưởng công chúa nhìn về phía hoác hoài tín. Ngươi cứ lo phá án của ngươi, chuyện riêng của hầu phủ không cần ngươi phải quản nữa. Trong lòng hoắc hoài tín rất căng thẳng, ông thà rằng đừng biết đến mấy việc riêng tư này của hầu phủ, vì thế ông mới ho nhẹ một tiếng rồi nói. Xin thái trưởng công chúa yên tâm, hạ quan biết phân biệt nặng nhẹ, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, hạ quan suy đoán ngụy gia công tử chắc hẳn sẽ biết nguyên nhân, cho nên hạ quan muốn mời ngụy công tử đến hỏi đôi lời, thái trưởng công chúa người thấy sao? Vẻ mặt thái trưởng công chúa vốn vẫn còn đang ốm yếu thế nhưng hiện tại lại có thêm vẻ quyết đoán sát phạt. Bà gật đầu. Được, gọi nó qua đây hỏi đi, ta cũng muốn nghe xem tiểu chất ngụy gia này sẽ trả lời như thế nào. Hoác hoài tín gật đầu, ngược lại lại nhìn về phía nhạc quỳnh, nhạc quỳnh liền đi căn dặn tên hầu đứng bên ngoài. Đi mời ngụy gia công tử đến đây. Hoác hoài tín đảo mắt mấy cái rồi đi đến bên cạnh nhạc quỳnh nói nhỏ mấy câu, nhạc quỳnh nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi mới gật đầu. Được, ngươi cứ thế mà làm. Nhạc Quỳnh vừa dứt lời thì Dương Tịch ở bên ngoài đã nói. Hầu ra, tri phủ đại nhân, tề bổ đầu đã bắt người đến đây rồi. Hoác Hoài Tín và Nhạc Quỳnh liếc nhau rồi đi ra ngoài, mãi một lúc sau mới quay trở về. Người đứng trong phòng không ai biết Hoác Hoài Tín vừa mới đi thu xếp chuyện gì mà trên mặt ông đã có vẻ chắc chắn như vậy. Rất nhanh sau đó Ngụy Môn Chi đã được gọi đến. Tiểu chất bái kiến Thái trưởng công chúa Điện Hạ, bái kiến Hầu Gia, Phu Nhân, bái kiến Tri Phủ Đại Nhân. Ngụy Ngôn chi hành lễ một vòng, lại cúi đầu với Yến Trì và Nhạc Giá. Hoác Hoài Tín và Nhạc Quỳnh ngồi trên ghế rộng ở hai bên trong phòng. Nhạc Quỳnh không nói gì nhưng Hoác Hoài Tín đã lên tiếng trước. Ngụy Công Tử, đêm qua Nghĩa Trang bị cháy ngươi có biết không? Ngụy Ngôn chi nhất thời sửng sốt. Cháy, Nghĩa Trang cháy sao? Hoắc Hoài Tín không có phản ứng gì với vẻ kinh ngạc của Ngụy Môn Chi, ông cười như không cười. Xem ra Ngụy công tử không biết thật, nhưng chuyện này Ngụy công tử có thể không biết chứ có một chuyện khác chắc chắn Ngụy công tử phải biết. Chấm. Ngụy Ngôn Chi đã nhận ra giọng nói của Hoắc Hoài Tín có vấn đề, hắn ướn thẳng sống lưng, trên mặt cực kỳ thản nhiên. Chi phủ đại nhân nói là chuyện gì? Hoắc Hoài Tín mím môi, đè thấp thanh âm, "Chuyện Tống tiểu thư đã từng mang thai." Ngụy công tử có lẽ là biết chứ. Lông mày Ngụy Ngôn Chi nhảy dựng, chớp mắt liên tục. Từng, từng mang thai. Hoắc Hoài Tín nhìn chằm chằm biểu hiện của Ngụy Ngôn Chi, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng cũng đều tập trung nhìn thẳng vào hắn. Nhưng Ngụy Ngôn Chi không hề che giấu điều gì, cứ thế đứng chết chân trong phòng, hắn nhìn ánh mắt mọi người rồi sau đó trên mặt cũng hiện ra vẻ chua xót. Chi phủ đại nhân, việc này, việc này tiểu chất không rõ lắm. Tiểu chất, ngươi không rõ ràng lắm. Quốc công phủ và ngụy phủ nhà ngươi quan hệ rất chặt chẽ, nếu không cũng sẽ không để cho ngươi đến đưa dâu. Thân mình hoác hoài tín nghiêng về phía trước, ánh mắt và ngữ khí đều áp bức người. Ngay trước khi tống tiểu thư xuất ra, có từng bị bệnh nặng không? Chẳng lẽ những chuyện này ngươi cũng không biết, tống tiểu thư có thai vậy phụ thân của hài tử kia là ai? Tống tiểu thư chỉ ở trong khuê phòng, người có thể tiếp xúc với nàng ta chắc chắn phải là người thân cận với quốc công phủ, ngụy phủ chính là một trong số đó, chẳng lẽ là ngụy công tử ngươi? Hoác hoài tín hướng mũi nhọn thẳng về phía ngụy môn chi, vẻ mặt ngụy môn chi nhất thời trở nên lạnh thấu xương. Không phải. Ngụy môn chi siết chặt nắm đấm dấu trong tay áo, cả người cũng đứng thẳng như một cây gỗ chết. Không phải ta, đương nhiên không phải ta, tiểu chất chỉ là một thứ tử, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của tiểu thư dòng chính quốc công phủ chứ? Vừa nói Ngụy Môn Chi vừa cúi đầu, giọng nói mang theo vẻ thống khổ. Chuyện này, tiểu chất, tiểu chất quả thật không rõ ràng lắm, chỉ là... Chỉ là trước khi tiểu nhu xuất giá đúng thật có bệnh nặng mất nửa tháng. Đúng rồi, là trước khi đưa dâu khoảng chừng một tháng, lúc đó nàng nói là do bị cấm túc chờ gà nên uất ức sinh bệnh thôi, nhưng có điều tiểu chất nghe nói nàng đã mời đại phu đến khám bệnh uống thuốc rồi. Ngụy Ngôn Chi hơi ngừng lại rồi nói, cũng vào lúc đó, huynh trưởng dòng chính cũng bị ngã gãy chân khiến cho tiểu chất cũng hơi phân vân. Huynh ấy xưa nay đều thích thuần ngựa, có thể nói là kỹ thuật không ai bì kịp nên chuyện bị ngã gãy chân rất khó tin. Lúc đó tiểu chất cũng đến xem thử, thấy người của quốc công phủ cũng đều ở đó, có điều sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi tiểu chất không hiểu vì sao mà sau khi huynh ấy ngã gãy chân lại bị nhốt lại, sau đó mới đổi người đưa dâu. Hoác hoài tín nhớn mày. Nói cách khác, người cấu kết cùng với tống tiểu thư chính là huynh trưởng dòng chính của ngươi. Ngụy ngôn chi lắc đầu. Tiểu chất không rõ lắm, nhưng đại nhân đã hỏi đến đây thì người duy nhất tiểu chất có thể nghĩ đến đó chính là huynh trưởng dòng chính. Từ nhỏ huynh ấy đã cùng tiểu nhu lớn lên, rất quan tâm đến tiểu nhu, trong nhà tiểu chất cũng từng có người nói đùa rằng có khi Ngụy Phủ và Quốc Công Phủ thân càng thêm thân. Có điều, có điều Ngụy Phủ ít người, cho dù Quốc Công Phủ có yêu thương cháu ngoại thì cũng không muốn thúc đẩy mối hôn sự này. Đúng rồi. Bỗng nhiên Ngụy Ngôn Chi ngừng đầu lên. Vị huyết trưởng dòng chính này của tiểu chất thuận tay trái. Lời vừa nói ra thì hai chồng mắt hoác hoài tín sáng bừng. Người nói cái gì? Ngụy Ngôn Chi cười khổ thì thật ngay đêm hôm đó nghe đại nhân nhắc đến chuyện thuận tay trái thì tiểu chất đã muốn nói rồi, nhưng do đội đưa dâu thẳng đường nam tiến còn huynh ấy lại ở kinh thành, cho nên cho nên tiểu chất mới không nói ra. Hoác Hoài Tín Liếc nhìn Nhạc Quỳnh một cái, có vẻ như ông rất không tin tưởng mà nói. "Huynh trưởng dòng chính của ngươi thật sự là thuận tay trái." Ngụy Ngôn Chi gật đầu. Trong đội thì vệ của Tống thị đi theo đến đây có không ít người biết chuyện này trên đời có rất ít người sinh ra đã thuận tay trái cũng chính vì là thiểu số cho nên sẽ bị coi là ngoại tộc sau này huynh ấy cũng có thể dùng tay phải để viết chữ thế nhưng là do cố luyện mà thành thôi hoắc hoài tín trầm mặc bọn họ đã tìm người thuận tay trái từ rất lâu rồi thậm chí còn hoài nghi cả đến yến trì thế nhưng bỗng nhiên ngụy môn chi lại nói huynh trưởng hắn thật ra cũng thuận tay trái chẳng lẽ huynh trưởng hắn và tống nhu tình nghĩa sâu nặng biết được tống nhu gả đi xa nên không cam lòng mà đuổi theo rồi sau đó vì yêu sinh hận mà giết chết tống nhu từ cẩm châu đến kinh thành xa xôi nghìn dặm nhưng điều này chỉ cần phái người đi điều tra vị huynh trưởng kia của ngụy môn chi có ở kinh thành hay không là biết ngay lông mày hoác hoài tín nhíu chặt từ cẩm châu đến kinh thành quá xa nếu tính cả đi cả về thì cũng tốn rất nhiều thời gian huống hồ lại liên quan đến cả hai gia tộc quyền thế thật sự làm cho ông cực kỳ khó xử. Đêm qua sau khi trở về thì Ngụy công tử làm gì? Đột nhiên Hoắc Hoài Tín lên tiếng hỏi Ngụy Ngôn Chi nhíu mày. Đêm qua quay về đã quá muộn rồi, Tiểu Chất trực tiếp về Đông Uyển rửa mặt, chải đầu đi ngủ, không hề làm gì khác. Điều này tất cả mọi người ở Đông Uyển đều có thể làm chứng cho Tiểu Chất. Hoắc Hoài Tín lại càng nhíu mày chặt hơn. Ngụy Ngôn Chi nhìn ông hỏi chẳng lẽ chi phủ đại nhân lại hoài nghi tiểu chất? Lông mày hoác hoài tín giãn ra, khóe môi hơi cong hiện ra ý cười. À đương nhiên là không rồi, ta chỉ hỏi thăm chút thôi. Nói xong ông cũng thả lỏng cả người. Được rồi, chỉ hỏi đến đây thôi, Ngụy Công Tử có thể nói rõ tường tận thế này hạ quan cũng cảm tạ công tử. Ngụy Ngôn Chi vội khom người. Không dám nhận, đây là điều cần làm. Hắn nói xong lại hỏi lấp lửng. Chi phủ đại nhân, Chuyện này, chuyện này tiểu chất cũng không chắc chắn lắm, xin đại nhân. Ngươi yên tâm, chuyện này bọn ta đương nhiên sẽ phải đi điều tra, ta tự biết chuyện gì nên chuyện gì không nên nói. Hoác hoài tín thở dài. Được rồi, chỉ hỏi đến đây thôi, ngươi quay về đi, vụ án này bọn ta đã có rất nhiều manh mối, rất nhanh có thể kết luận được rồi. Ngụy ngôn chi gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn nhạc quỳnh. Hầu ra, chuyện này là quốc công phủ có lỗi với An Dương Hầu Phủ, Tiểu chất Tiểu chất cảm thấy hổ thẹn với hầu phủ, hay là để tiểu chất dẫn tùy tùng của tống thị ra ngoài, tránh cho. Ánh mắt nhạc quỳnh nhìn ngụy Môn Chi đã không còn vẻ thân thiết như trước kia. Có điều chuyện này không liên quan gì đến ngụy Môn Chi, mà hắn cũng không phải người của quốc công phủ nên bản thân chẳng thể tự định đoạt chuyện gì. Nhạc quỳnh lắc đầu. Những lời này không nên để ngươi đến nói, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi cứ nói hết những gì mình biết cho chi phủ đại nhân là được rồi giờ ngươi quay về nghỉ ngơi đi ngụy ngôn chi cứ trần trừ muốn nói lại thôi thế nhưng đối diện với sắc mặt lạnh lùng của thái trưởng công chúa và nhạc quỳnh nên cuối cùng hắn cũng không dám nhiều lời hắn cúi người hành lễ rồi mới quay người đi ra ngoài hắn vừa đi khỏi thì thái trưởng công chúa cũng tức giận đến mức lồng ngực phập phồng hoác hoài tín lại nhìn về phía yến chỉ vẫn đứng im lặng bên cạnh chị điện hạ trước đây hầu ra nhờ chị điện hạ phái người đi kinh thành một chuyến không biết tin tức ở Kinh Thành lúc nào có thể đưa được đến Cẩm Châu. Yến chỉ nghiêm mặt nói. Muộn nhất ngày mai sẽ đến. Hoác hoài tín gật đầu rồi quay sang nhìn Thái trưởng công chúa. Người cũng nghe thấy đó, chúng ta một mực điều tra người thuận tay trái, có thể là huynh trưởng dòng chính của Ngụy Công Tử hay không? Mà người cấu kết cùng Tống Tiểu Thư có thể là kẻ đó hay không? Thái trưởng công chúa thở dài. Việc này lão thái bà như ta cũng không nên hỏi đến, ngươi là chi phủ, Tự ngươi đi thăm dò đi, ta chỉ quan tâm đến kết quả thôi. Nói xong bà lại tỏ vẻ mệt mỏi mà xua xua tay. Các ngươi ra ngoài đi, ta có mấy câu muốn nói với Tĩnh Xu và Quỳnh Nhi. Lời vừa nói ra thì ai cũng hiểu, Thái trưởng công chúa đây là muốn căn dặn Nhạc Quỳnh và Giang Thị phải xử sự như thế nào rồi. Chuyện này trông quy lại cũng là bí mật của Hầu Phủ, Hoác Hoài Tín đứng bật dậy cáo lui trước, Tần Hoan và Yến Trì cũng đi theo ra ngoài chương 95, chính hắn giết Tống Nhu hai. Mọi người vừa ra khỏi cửa thì thấy Nhạc Ngưng và Nhạc Thanh đã chờ từ lâu. Buổi sáng bọn họ cũng nhận được tin tức Nghĩa Trang bị cháy. Vốn tưởng rằng đã không thể nghiệm thi được nữa rồi. Chỉ không ngờ đến Tần Hoan vẫn đến Nghĩa Trang. Nhạc Ngưng giữ chặt tay Tần Hoan rồi túm thẳng nàng đi sang một bên. Sao rồi? Kết quả nghiệm thi thế nào? Sao lại gọi Ngụy Công Tử qua đây thẩm vấn nữa? Ta thấy sắc mặt Ngụy Công Tử khó coi cực kỳ, Ban nãy ta có hỏi hắn xảy ra chuyện gì thì hắn chỉ nói một câu xin lỗi rồi đi. Rốt cuộc là ngươi đã nghiệm ra cái gì rồi hả? Tần Hoan mím môi, nhìn sang thấy Yến Trì và mấy người hoác hoài tín đều đang lúng túng. Nhạc giá liền nói. Chi phủ đại nhân, trì điện hạ, thanh nhi, chúng ta ra phòng khách ngồi thôi. Thái độ của nhạc giá rất ngay thẳng, không hề lo lắng chuyện này bị nhạc ngưng biết được. Việc này vốn là một vết nhơ, nếu là nhà bình thường chắc chắn sẽ không để cho đám tiểu bối biết được, có điều giáo dục trong An Dương hầu phủ lại không quá nghiêm khắc như vậy. Mấy người yến trì vừa đi khỏi thì Tần Hoan liền nói tóm tắt những chuyện hôm nay nàng chứng kiến cho Nhạc Ngưng nghe. Nhạc Ngưng trợn trừng mắt, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Quốc, quốc công phủ thật sự là to gan. Nhạc Ngưng tức đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng không thốt ra mấy lời khó nghe mà chỉ nắm chặt nắm đấm. Tần Hoan kéo nàng một cái. Chuyện này đều có thái trưởng công chúa và hầu gia với phu nhân xử lý. Ngươi chỉ biết là đủ rồi, đừng có nhiều lời. Nhạc ngưng đấm một cái lên cột trống trên hành lang. Thảo nào ban nãy ngụy công tử lại nói một câu xin lỗi ta, ta còn đang nghĩ xem hắn xin lỗi cái gì. Suy cho cùng thì người đau buồn nhất chính là hắn và Tống Thị. Nhạc ngưng nói xong thì khẽ nhớn mày. Chẳng lẽ ngụy gia đại công tử đã thật sự đến Cẩm Châu? Tần Hoan lắc đầu. Việc này ta cũng không rõ, nhưng không phải là không có khả năng này. Nếu thật sự Ngụy Gia Đại Công Tử đến Cẩm Châu thì những chuyện trước đây cũng có thể nói rõ ràng ra rồi. Chấm. Bằng. Nếu là hắn, hắn làm thế nào để giết người? Tên giả thần giả quỷ cũng là hắn. Tần Hoan nghiêng nghiêng đầu. Ngụy Gia Đại Công Tử nhậm chức đình úy nên đương nhiên cũng là một người võ công cao cường. Hắn vượt tường vào nhà có thể nói là dễ dàng, mà cũng rất có khả năng hắn cải thân tín vào trong đội ngũ thị vệ để mật báo cho mình. Nhạc Ngưng nhăn nhó, nếu như thế thì chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi. Tần Hoan cũng nặng chịu trong lòng, chuyện này đúng thật là càng ngày càng phức tạp, nhưng cũng giống như phải trải qua đêm đen sâu thẳm mới thấy được ánh bình minh, sự việc càng trở nên phức tạp thì lại càng tiếp cận gần hơn với chân tướng rồi. "Ơ, ờ, tệ bổ đầu." Nhạc Ngưng bỗng lên tiếng. Tần Hoan nhìn theo, quả nhiên tề bổ đầu đang đi trên hành lang phía đông. Ông hỏi một tiểu tì bên ngoài rồi ngay lập tức đi vào trong phòng khách. Tần Hoan liếc nhìn nhạc ngưng rồi cả hai cùng vội vàng đuổi theo. Mới vừa đi đến cửa phòng liền nghe thấy tiếng nói của tề bổ đầu. Đêm qua ở trong đông nguyện, đúng thật là hắn viết chữ đến tận nửa đêm. Nhiều người nhìn thấy bóng dáng hắn ngồi in trên cửa sổ. Sáng nay hắn cũng thức dậy bằng giờ với mọi ngày trong lòng tần hoan đã hiểu rõ hóa ra hoác hoài tín ra lệnh cho tề lâm đi thăm dò ngụy môn chi xem ra ông ấy cũng bắt đầu nghi ngờ ngụy môn chi rồi tần hoan nói chuyện với nhạc ngưng một lúc mãi cho đến khi giang thị và nhạc quỳnh đi từ bên trong nội thất ra nàng tiện thể vào trong xem mạch thêm lần nữa cho thái trưởng công chúa thái trưởng công chúa đã bị việc này làm cho tức giận cùng cực nên tinh thần không được ổn định lắm tần hoan thay một đơn thuốc mới rồi mới rời đi thái trưởng công chúa lo lắng tần hoan đã phải đi nghiệm thi từ sáng vất vả nên đành để cho nàng về nhà sớm nhạc ngưng cũng đi cùng tiễn nàng ra cửa mãi cho đến khi nhìn thấy bạch phong đánh xe đưa nàng rời đi thì mới vào trong suốt cả quá trình đó yến trì hoàn toàn không xuất hiện tiểu thư có mệt không nghỉ một chút đi tần hoan thật sự cũng hơi mệt nên tranh thủ dựa vào vách xe ngựa mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi Phục Linh giúp nàng kéo chặt áo choàng lại rồi ngồi im lặng bên cạnh không quấy rầy nàng nữa. Ngay trong lúc Tần Hoan đang thiêu thiêu ngủ thì xe ngựa đột nhiên phanh gấp rồi vội vàng ngừng lại. Cả người Tần Hoan lắc lư, lưng cũng đập mạnh vào thành xe khiến cho cả người lập tức tỉnh táo trở lại. Bên ngoài xe ngựa, Bạch Phong ghim cương khiến ngựa hí lớn đến điếc tai, mà trên phố cũng nháo nhào cả lên, thỉnh thoảng còn nghe có tiếng người chửi bậy. Tiểu thư, người không sao chứ? Tần Hoan lắc đầu, xảy ra chuyện gì, sao lại ngừng lại? Vừa nói dứt lời thì Tần Hoan nghe thấy bên ngoài có người kêu la. "Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta, bắt trộm, giúp ta bắt trộm với." Đây là tiếng kêu của một nam tử, bởi vì gào to quá sức nên giọng nói vừa sắc bén vừa khàn khàn. Thế nhưng khi Tần Hoan nghe thấy không hiểu sao nàng lại thấy giọng nói này hơi quen thuộc, ngay lúc đó Bạch Phong ở bên ngoài nói vọng vào. "Cửu cô nương, đằng trước có người bị trộm đồ có mấy người đang đuổi theo nên đường xá hơi loạn tần hoan trả lời ừ không sao chờ một lát rồi đi tiếp bạch phong đáp lời rồi im lặng tần hoan quay quay cái cổ tê mỏi của mình ngay lúc này thì bên ngoài lại có tiếng hô chính là người kia đứng lại đồ ăn trộm người vừa kêu xong thì mệt đến mức không kịp thở giọng nói cũng không còn to như ban nãy nữa mặc dù vẫn còn đang ra sức kêu gào nhưng trong giọng nói đã cảm thấy người đó thấm mệt. Quả nhiên tên trộm kia đã chạy đi xa, không bắt được nên có lẽ vì thế mà giọng nói của người kia trở lại gần như bình thường. Trong lòng tần hoan chợt động, nàng giơ tay vén mảnh xe lên. Nàng nhìn thấy ở đoạn phố đằng trước xe ngựa khoảng 4, 5 trưởng có một nam tử mặc chiếc bào màu nâu đang đứng chống tay vào đầu gối thở hắt ra, Mặc dù Tần Hoan chỉ nhìn thấy lờ mờ thế nhưng người mà buổi sáng nàng vừa mới gặp thì làm sao có chuyện không nhận ra được. Bạch Phong, người bị trộm đồ ở phía trước có phải là Từ Ngỗ Tác? Hình như, đúng thật, đúng là Từ Ngỗ Tác. Bạch Phong nhìn kỹ lại thì cũng nhận ra được Từ Hà, hắn rất ít khi gặp Từ Hà cho nên mới không thể nhận ra ngay lập tức. Tần Hoan căn dặn, đánh xe đuổi theo đi. Bạch Phong nghe lệnh hành động, xe ngựa bắt đầu từ từ chuyển động rất nhanh sau đó đã chạy thẳng đến bên cạnh từ hà từ hà vẫn đang khom người chống tay xuống đầu gối thở dốc vừa rồi hắn gào to như vậy đã làm kinh động đến không ít người xung quanh mặc dù đã có hai người giúp hắn truy đuổi thế nhưng tên trộm kia chạy quá nhanh vèo một cái đã mất tâm mất tích cuối cùng mọi người chỉ có thể nhìn từ hà bằng ánh mắt thương cảm từ hà đau khổ nhìn dòng người qua lại trên phố tên trộm kia chạy mất đồng nghĩa với thùng đồ của hắn cũng mất luôn những thứ khác thì không nói. Trong thùng còn có hai lượng bạc, là gần nửa năm chi phí sinh hoạt của hắn. Từ hà đang đắm chìm trong nỗi đau cùng cực cứ như vừa mất đi người thân, cho nên không hề chú ý gì đến có một chiếc xe ngựa vừa dừng lại ở bên cạnh mình. Hắn thở hồn hiền một lúc, đến khi gần bình phục lại rồi mới đứng thẳng người lên. Ngay lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng. Từ ngỗ tác. Từ hà sững sốt, xoay người lại nhìn lên cửa xe ngựa thì thấy gương mặt của tần hoan ở bên trong từ hà không thể tin được mà trợn tròn mắt vội vàng khom lưng hành lễ cửu cô nương vừa nói xong hắn sực nhớ ra tần hoan nhất định thấy được việc vừa rồi của mình nên hắn đỏ bừng mặt tần hoan bị dáng vẻ mất tự nhiên của hắn chọc cười bạch phong đánh xe ngựa đến góc đường đi ta và từ ngỗ tác có vài lời cần nói bạch phong nghe lệnh từ hà cũng đi theo đằng sau sáng nay sau khi rời khỏi Nghĩa Trang thì Từ Hà không đến Hầu Phủ, Tần Hoan không ngờ được trên đường từ Hầu Phủ về lại gặp được Từ Hà ở dọc đường. Từ ngỗ tác bị trộm mất đồ gì vậy? Nét mặt Từ Hà khổ sở, hắn cũng không hề giấu giếm gì nàng. Phải, cửu cô nương, người xem, thùng đồ của ta bị mất rồi. Nói là mất chứ thực ra là bị người ta cướp đi, vừa rồi tiểu nhân đang ăn mì trong quán đằng kia, còn chưa kịp ăn hết tô mì dương xuân thì thùng đồ bên cạnh đã bị người ra giành lấy. Tiểu nhân phản ứng rất nhanh, đuổi theo ngay lập tức thế nhưng người đó nhanh như thỏ vậy, tiểu nhân đuổi cả con đường cũng không thấy bóng dáng đâu. Tần Hoan nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn thì vừa thấy thương vừa buồn cười. Trong thùng là dụng cụ nghiệm thi. Phải. Từ Hà không tiện nói là còn có bạc bên trong, chỉ tiếp tục kể lể. Tiểu nhân vẫn dùng đám dụng cụ đó để mưu sinh, mặc dù chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng cũng đã theo tiểu nhân rất lâu rồi hiện giờ bị người ta lấy mất thì tiểu nhân thật sự chẳng biết làm thế nào, may là tạm thời nha môn không cần đến tiểu nhân đi nghiệm thi, nếu không thì chi phủ đại nhân đã để tiểu nhân cuốn gói rời đi rồi. Chỉ mất dụng cụ thôi sao? Từ hà lắc đầu. Cũng không chỉ thế, còn có hương khử thối, giấy bút nghiệm trạng, còn có. Tranh vé của riêng tiểu nhân, công văn của nha môn với vài đồ vật linh tinh không đáng tiền. Có điều tiểu nhân vẫn đau lòng, trong đám công văn đó còn có bản nghiệm trạng của ngày hôm nay, lát nữa về tiểu nhân phải sao chép lại cũng may trí nhớ của tiểu nhân không phải là kém lắm tần hoan thở dài liếc mắt nhìn phục linh một cái phục linh liền hiểu ý cầm ba lượng bạc đưa ra ngoài từ hà vội vàng xua tay không thể không thể tiểu nhân hoàn toàn không có ý này tiểu nhân cứ cầm đi ta hiểu ngươi không có ý này nếu như ngươi cảm thấy ngại thì cứ coi như ta tạm thời cho ngươi vay sau này ngươi nhận bổng lộc rồi thì trả lại cho ta sau cũng được Giọng nói Tần Hoan uyển chuyển khiến cho Từ Hà không thể nào cự tuyệt được nữa. Cửu cô nương đúng là có tấm lòng Bồ Tát. Vậy, vậy thì tiểu nhân đành nhận vậy, chờ bao giờ tiểu nhân có bổng lộc rồi nhất định sẽ trả lại cho cô nương. Từ Hà nhận lấy ba lượng bạc, hắn nhìn Tần Hoan với vẻ cảm kích từ tận đáy lòng. Tần Hoan gật đầu, chuyện này không phải vội, sau này ngươi ăn uống ở ven đường thì cẩn thận một chút. Từ Hà gật đầu lia lịa cửu cô nương yên tâm, sau này tiểu nhân nhất định sẽ chú ý thật cẩn thận. Nói xong hắn lại cười khổ. Nói ra thì gần đây tiểu nhân liên tiếp gặp vận rủi, bốn, năm hôm trước cũng vừa mất đi một bao đồ, hôm nay thì ngay cả thùng đồ cũng bị mất luôn. Tiểu nhân cảm thấy đám tiểu tặc này đúng là không có mắt nhìn, dáng vẻ của tiểu nhân thế này làm gì giống với người có tiền chứ. Từ hà tự mỉa mai bản thân, tần hoan cũng giờ khóc giờ cười. Sao cứ liên tục mất đồ thế? vâng bọc đồ lần trước tiểu nhân bị mất chính là bọc đựng công văn mà hàng ngày tiểu nhân vẫn mang vào nha môn hôm đó trên đường đến nha môn tiểu nhân đang đi mua thuốc thì bị lấy mất cũng may bên trong chỉ có mấy bản công văn với nghiêm trạng chứ không có tiền bạc gì mua thuốc tần hoan rất chú ý đến từng lời từ hà nói từ hà lắc đầu không phải tiểu nhân bị bệnh là lão bá đang cho tiểu nhân thuê nhà hiện giờ lão bá đã tốt lên rồi tần hoan gật gật đầu từ Hà nhìn thấy người đánh xe là Bạch Phong, lại đi về hướng Thành Đông, nên tự biết Tần Hoan đang quay về Tần Phủ. Hắn lùi lại phía sau một bước rồi nói: "Cửu cô nương nhất định là muốn hồi phủ, tiểu nhân không dám cản trở cô nương thêm nữa. Ban nãy cửu cô nương hào phóng trợ nghĩa, Từ Hà đã khắc ghi trong tâm khảm, xin cô nương hãy hồi phủ đi. Tiểu nhân cung tiễn cô nương." Tần Hoan thấy hắn cảm kích, tựa như vừa được ban ân huệ, nên tự nhiên nàng cũng thấy an tâm nàng lập tức cười một tiếng rồi buông rèm xe xuống bạch phong vung roi thúc ngựa xe ngựa chậm rãi lăn bánh hướng thẳng về phía tần phủ ở thành đông phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn